Chào ngày mới tốt lành với con lâu, BH Good Morning Gel Le Anse. Sản phẩm này có gì hay ho mà khiến cho nhiều chị em săn đón đến vậy? Cùng mình khám phá ngay nào! 1. Xuất xứ. Chắc hẳn, các chị em mê mỹ phẩm sẽ không còn xa lạ với Co, một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Đây là một trong những thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho da mụn với các thành phần chiết xuất tự nhiên, lành tính và dịu nhẹ với mọi loại da. Với Co, muốn đẹp thì trước tiên làn da phải khỏe mạnh. Vì thế các sản phẩm của hãng luôn tập trung vào các dưỡng chất để làn da bạn luôn khỏe mạnh. 2. Bao bì thiết kế. Sữa rửa mặt Co Lâu PH Good Morning Gel Le Anse có bao bì dạng tuyết thun dài, có nắp bật thông thường như nhiều loại sữa rửa mặt khác, rất tiện lợi khi sử dụng. Thiết kế vô cùng đơn giản mà rất tinh tế với màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với màu vàng và xanh dương, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Dung tích mỗi tuyết 150ml, bạn có thể sử dụng trong thời gian dài. Trên thân tuyết có các thông tin cơ bản về sản phẩm bằng tiếng Hàn được bao bọc bằng một lớp ni lông mỏng, kèm với đó là nhãn phụ ghi đầy đủ thông tin sản phẩm bằng tiếng Việt. Và dĩ nhiên không thể thiếu logo thương hiệu và tên sản phẩm. 3. Thành phần. Sữa rửa mặt của nhà Co có chứa nhiều hoạt chất dịu nhẹ, an toàn với làn da và hỗ trợ điều trị mụn. Sacchazomi Femen, hoạt chất giúp làn da trắng sáng và ẩm mịn. Tichilai Oil, tinh dầu lá chảm trà, tinh chất giúp khử trùng, làm dịu da, hỗ trợ điều trị mụn và làm sạch rất tốt. Betaine Salilate, làm sạch lỗ chân lông và tẩy các tế bào chết trên da. Kokami Zopzopi Betaine, giúp kiểm soát lượng dầu nhờn trên da, đem lại cho bạn một làn da khô thoáng. Allantoin, làm giảm kích ứng và giúp làn da mềm mại, tươi trẻ. 4. Công dụng. Làm sạch da một cách dịu nhẹ, cân bằng độ pH ổn định trên da, cung cấp độ ẩm giúp làn da luôn mềm mịn, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn trên da sau một giấc ngủ dài. Có khả năng tẩy trang khá tốt, chứa tinh chất chàm trà, hỗ trợ điều trị mụn, giúp làn da sáng khỏe lên từng ngày, phù hợp với mọi loại da. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Giá cả phải chăng, dễ tìm mua ở nhiều nơi. Làm sạch dịu nhẹ, mang lại làn da sáng khỏe. Độ pH từ 4:05 đến 5:05, không gây bào mòn và kích ứng da. Cung cấp độ ẩm phù hợp, giúp da không khô rít. Kiểm soát dầu nhờn, có nhiều tinh chất hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả. Thành phần an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Mùi hương dễ chịu, mang lại cảm giác được thư giãn. Nhược điểm. Đối với bạn nào không thích mùi chàm trà thì có lẽ mùi hương chàm trà hơi nồng ở sản phẩm này sẽ khiến bạn hơi khó chịu một chút. Nhưng mình nghĩ nó không phải là vấn đề lớn nếu sản phẩm phù hợp và mang lại hiệu quả cho làn da của bạn. Sản phẩm giúp làm sạch dịu nhẹ nên sẽ phù hợp cho buổi sáng hơn. Nếu muốn dùng cho ban đêm thì nên sử dụng các sữa rửa mặt khác để loại sạch bụi bẩn hiệu quả hơn. Một số bạn có làn da khô hoặc hỗn hợp thiên khô thì nên cân nhắc vì có thể gây khô hay bong chóc da. 6. Trải nghiệm thực tế của mình. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm, mình cảm thấy làn da trở lên khỏe hơn, tình trạng mụn và dầu nhờn cũng được kiểm soát tốt, làn da ẩm mịn sờ rất đã. Và mỗi buổi sáng, rửa mặt bằng em này giúp tinh thần thư thái và sẵn sàng cho một ngày mới nhiều năng lượng. 7. Các câu hỏi thường gặp. Mua sản phẩm này ở đâu? Bạn có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng mỹ phẩm, các trang thương mại điện tử, click vào đây để mua hàng chính hãng. Giá tốt nè, https://bomtou, sản phẩm có dùng vào ban đêm được không? Như cái tên của nó, sản phẩm này thích hợp cho buổi sáng, tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng nó buổi tối nếu chỉ cần rửa mặt nhẹ nhàng. Nếu không, bạn có thể dùng sản phẩm khác cùng hãng. Sữa rửa mặt Co Daily Gentle Le Anse có thể mua tại dưới video. Sản phẩm này có dùng cho da dầu được không? Sản phẩm này dùng cho mọi loại da, kể cả da dầu các bạn nhé. Nên cứ yên tâm mà sử dụng và trải nghiệm sự khác biệt mà sản phẩm mang lại cho làn da của bạn. Với tất cả những lý do đó, sữa rửa mặt Co Lâu PH Good Morning Gel Le Anse luôn nằm trong top những sản phẩm được ưa chuộng nhất và thường xuyên cháy hàng không phải là điều khó hiểu đúng không? Vậy còn lý do gì khiến bạn chần chừ mà không mau mang sản phẩm này về nhà mình nữa?